Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an cho biết, liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay C03 bước đầu xác định tập đoàn này đã cưỡng đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, tâm lý của nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này đang lo lắng, nhưng C03 cho biết sẽ giải quyết minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, sẽ ưu tiên nhà đầu tư cá nhân. Liên quan tới vụ án đầu tháng 4 năm 2022, Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.